ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Kiêu năm 2020. 6. Người công bố kết quả con em và nhân dân với phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công việc năm 2021. 4. Đại biểu những thảo luận, mời các đại biểu trao đổi thảo luận. Chi ủy chi bộ ban quản lý thôn công tác mặt trận thôn Kiêu long trọng tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 95 ngày thành lập mặt trận tổ quốc Việt Nam 1930-2020. Có từ hôm nay có đồng chí Nguyễn Thành Trung, hiệu trưởng trường cấp ba đơn vị cùng các xã xin đề nghị ra nhiệt liệt chào mừng. Mời có đồng chí Lý Văn Ban, phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân xã đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tới từ ngày hôm qua nghe cái cửa sổ là chương trình truyền thống chúng ta đều nghe những người ngày thành lập mặt trận dân tộc Thống Nhất Việt Nam. Cán bộ công nhân xã và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ chuyên trách và lãnh đạo trường trung học cơ sở trường. Thank you.
Rồi.
Đấy, bữa đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.